Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Thúy, qua đây, qua đi đứng. Dạ chú ba, hôm nay con dẫn thằng bạn của con đi qua hỏi cưới con gái chú. Dạ, chứ không phải là tụi bay nghe là lấy con gái tao về làm rể nhà này thì được chia nửa tài sản hả? Dạ đúng rồi, cả dạ, nguyên cái chợ đó. Không phải. Từ cha sinh mẹ đẻ giờ tao mới thấy là bạn dẫn bạn đi hỏi vợ đấy. Cái ba má tụi mày đâu? À, dạ ba của bạn con đang ở nhà canh mấy hũ vàng chú ba. Mày khùng hả? Vàng làm canh mày khùng. Có. Có. À, dạ có. Nhà có vàng. Dạ. Có. Được rồi. Thằng này đây à? Dạ đúng rồi dạ. Chú ba. Đi hỏi vợ mà mày hỗn thế. Con đâu có nói gì đâu hổng. Mày phải đứng dậy mày trả lời đàng hoàng chứ. Dạ chú ba ơi, bạn con nó đang đứng đó chú ba. Con đang đứng mà. Thằng tướng thằng này trông cao nhỉ? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Con cao hơn so với mấy đứa mà nó học khác lớp con. Tướng thằng này vuông ấy chứ. Dạ. Dạ. Tại vì tí à, gọi tía. Tía hả? Tía. Dạ tại vì tía chưa gặp mẹ con á. Tía mà gặp mẹ con chắc tía thương lắm á. Tại mẹ con tròn mẫm mà dễ thương lắm. Đúng rồi, dạ. Cho nên mới gọi là mẹ tròn con vuông. Trời dạ. Ơi biết luôn. Tía hay quá à. Tại vì hồi đó lúc mới đẻ con ra cái ở trong hẻm á, người ta ai cũng thích hết trơn á. Khi mấy người đó người ta nói là chúc mừng mẹ tròn con vuông á. Dạ. Mà gia đình đẹp. Dạ, thế cho dạ. Nên là con vuông thì mẹ mới tròn. Dạ đẹp dạ. Đều á. Dạ. Dạ. À, tại sao tôi nhìn cái tướng mày như là tướng đá gà thế? Trời ơi sao tướng biết? Ủa sao dạ. Có nói hả? Có nói. Nói đâu không hả? Có đá gà. Dạ chú ba, không phải thằng bạn của con á là nhà nó có nguyên một cái trang trại gà lớn lắm chú ba. Trại dài nguyên một cái mấy hecta luôn á chú ba. Này. Mày có thích tao lấy cả hũ vàng ra chọi chết gà nhà nó. Dạ. Trại gà là cái gì? Cái này là coi thường tao này. Không bây giờ để con nói chú người ta không kêu tía không. Tại vì không đừng có coi thường tao như vậy. Mặc dù là con chơi đá gà thiệt nhưng mà con có cái sĩ diện của cái thằng đá gà. Tại vì bây giờ chú đừng coi thường con, nói về gà là cỡ nào con tiếp chú được hết trơn á. Nè chú muốn nói về loại gà nào? Nè gà tre nè, gà nhạn nè, gà điều nè, gà ô nè, cái gì cũng thích. Gọi tía. Thôi. Dạ. Đi vào việc chính. À, dạ. Việc chính là việc gì em? Cái hỏi vợ. Quên. À, mày thích làm rể nhà này hả? Dạ không có thích tại bạn con nó suối. Trời. À, dạ tại con thích con gái của tía. Tía. Dạ. Chứ nghe lọt lỗ tai. Dạ. Tao đã nói là tao không muốn lấy vợ mà mày cứ ép tao hoài. Châm trà con. Dạ tía. Nợ là mày nhiều hơn tao. Hai đứa cũng nợ phía. Không, được rồi mẹ lấy, tao không được lấy đâu. Tao chỉ thấy nó đẹp quá đi. Em chào hai anh. Đẹp quá đi tôi trời ơi là. Nhà này là có phép, có tắc. Dạ. Đẹp quá à. Mày làm cái gì vậy? Đẹp. Lịch sử. Tên lịch sử mà. Hai em uống trà. Cảm ơn em. Ôi chà. Mình đợi gì? Dạ đó tía ơi, tía ơi vợ đẹp quá, tía cho con cưới về luôn đi, khỏi làm thủ tục rườm rà quá nha tía. Này mày làm tao như là con gà xong mày cứ bắt tao cổ cứ phải gật thế à? À, đâu có, nếu mà là con gà là phải vô nước rồi còn vỗ cái cổ. Không phải ý vậy đâu chú ba, tại bạn con á kiểu nó quan tâm chú, coi chú như là tía trong nhà chú dạ. Ba. Dạ, tức là chăm sóc hả? Dạ. Thằng này được. Dạ. Thằng này được. Dạ để con dẫn vợ con về, con cảm ơn tía. Rồi. Từ sao từ. Cho mày nói kêu tao lấy vợ rồi. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Đây
là con chị nó. Dạ đúng. Dạ. Vậy mai em theo chồng rồi ạ. Ủa vậy không phải vợ mà là chị vợ. Ừ, hai đứa như nhau. Vậy là song sinh hả? Đúng rồi. Dạ em chào chị hai. Còn Dưỡng ba đây tắt. Là một thanh niên tắt. Có học thức lại muốn gặp vợ. Vợ hiền. Hát nghe hay nhỉ. Dạ. À, vậy chờ đây chút. Chị vô chị gọi em Xuân ra nha. Cảm ơn chị hai. Con cảm ơn tía. Trời ơi. Nhìn chị... thôi nhưng mà cũng đáng yêu ra phết. Dạ. Dạ. Tía, chị hai mà đẹp vậy chắc em còn đẹp bá cháy bù chét nữa. Ê, tao bắt đầu tao thích lấy vợ rồi đó. Tía, tía vậy hồi nãy chị hai là tên Xuân á. Tía vậy còn cái bé vợ con là tên gì vậy tía? Tên là Xuân Thì. Ôi ôi. Hai đứa nó như nhau. À vậy là Xuân chị, Xuân em. Đúng rồi. Đẹp. Đẹp chứ, trời ơi, nghĩ sao vậy? Nhìn là biết rồi. Xuân ơi, tía ơi sao Trâm đâu? Trà con. Dạ. Giảng giống chị nha. Trời ơi. Tao khoái bạo lực vậy đó. Cô Giang nhột. Nhột. Thế nào? Xuân thích giỡn quá. Dạ. Thế nào? Dạ. Chốt thế nhỉ? Dạ. Nếu mà không chốt thì lại bê hàng về. Dạ chốt. Tao cưới mày cưới. Chốt đơn giùm mày. À chốt đúng rồi, quên cưới vợ là của tao mà đúng không? À dạ tiếc chứ con đồng ý lấy Xuân làm vợ. Dạ. Tao thấy mày rất nhiệt tình. Dạ. Thằng rất giỏi giang. Dạ. Nhiệt tình đây bác đồng ý. Dạ. Nếu mà mình không đồng ý thì gọi là ông già chơi không đẹp. Dạ, dạ. Cái này... Cho nên là tao mới chốt mày làm rể nhà này. Dạ, dạ. Con cảm ơn tía. Tía mà làm vậy hả? Là người đời người ta nói là tía chơi dơ đó tía. Đúng rồi, mày tụi bay hay nói chơi dơ rồi. Không có nói. À, dạ, không nói được hả? Ừ. Dạ, con cảm ơn tía. Vậy cho phép con được rước Xuân về. Dạ. Tao bảo rối quá à. Chị đẹp chắc chắn là em cũng sẽ đẹp đúng không? Đúng rồi, đẹp lắm. Xuân ơi. Tí ơi, tí. Tỉnh lại tí ơi. Tỉnh ơi, tí. Tí. Tỉnh. Tỉnh lại. Xuân ơi. Tí ơi, tỉnh lại tí ơi. Đây là Xuân em. Ở nhà thường gọi là Xuân mẹ. Vì ngày xưa má nó mang bầu ấy, đêm nào má nó cũng nằm mơ thấy công chúa và phù thủy. Dạ. Cho nên là mới có Xuân em. Tía ơi, con đón Xuân này, tự nhiên con lại nhớ Xuân kia. Tí ơi, tí. Thôi rồi, không sao. Nó lại sốc kệ nó. Như vậy là hàng đã đi. Là không có vẻ. Như thế là đơn đã chốt. Trời đất ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Đừng có ăn nhiều quá chứ ơi. Mày đâu hiểu được tâm trạng của mày. Trời đất ơi, trời ơi. Tao ăn nhiều hồi đó giờ mày biết. Mà nãy mỗi lần tao ăn xong cái nó chạy ra cái nhìn tao cái... Trời đất ơi, tao lại mày đi ra đây, mày ra đây. Tao nói cho mày, tao lại mày. Mày làm ơn mày chịu khó mày lấy nó giùm cái được không? Trời ơi. Mày à, giờ tao biết cái bản mặt mày tính toán trong đầu mày ớt rồi. Chỉ vì mày thiếu nợ tao với mày mà mày thiếu gì hơn tao. Cứ giờ mày gán tao, mày đem gã tao qua bên còn tiêu tình. Tại sao mày lại có thể đưa tao vào làm rể cái gia đình của cái con trả? Mày đi ra đi, tao nói mày nghe. Mày nghĩ sao vậy? Mày có vợ mày sướng, tao cũng có vợ rồi, không lẽ giờ tao đi phải lấy vợ nữa? Mà nè, tao với mày cờ bạc chung, mày cũng thiếu đồng thiếu đủ như tao, sung sướng thì mày cũng la làng lên, rồi bây giờ thua thì mày đổ qua bên đầu tao làm sao? Tao đổ vô đầu mày đâu? Thì bây giờ mày là anh em tốt, và anh em tốt rồi mày phải giúp đỡ chứ trời. Mày nghĩ sao mày cho tao đi lấy một cái con nhỏ, cái tướng của nó hả? Trời ơi là trời, giống như xe lu mà nó ủi ba ngày, đẹp lép vậy nè. Mày nghĩ sao nè? Tao nói cho mày biết, bây giờ hết xe lu, xe hàng, xe gì cũng đổi được hết. Thời buổi bây giờ, nè,
khoa học này kia người ta phát triển lắm, kỹ thuật người ta phát triển, bây giờ có tiền là làm được hết. Mày thấy cái mặt nó chưa, tại sao tao ở rồi giờ nhắc tại cái mặt của nó, trời ơi là trời, mụn nào mụn đấy, nó xì mũ lên, tao nhìn tới đó tao tưởng trời ơi. Mày nhắm mắt lại, mày đừng có tưởng tượng, mày trước mặt đó mày tưởng tượng là một cái bánh xèo hay một cái gì đó mày chuẩn bị ăn đi. Trời ơi mày ăn đi, tại sao mày không ăn đi, mày kêu tao ăn gì? Thì tao có vợ rồi sao tao ăn nè, tao nói mày nghe, nhà nó có tiền, mà có tiền bây giờ là phẫu thuật thẩm mỹ đúng không, lên Sài Gòn phẫu thuật thẩm mỹ nè, cái mặt nó biến thành một cái mặt khác, lo gì có mấy một mụn. Thôi thôi mày đừng có nói chuyện cái câu đó, mày tự nhiên mày đẩy tao vô nhà người ta giàu kệ người ta, tự nhiên mày đẩy tao về chắc khác nào tao đi lừa gạt người ta à? Không yêu thương mà đi đào mỏ ta à. Tao nợ nhưng mà tao vẫn có cái sĩ diện của thằng nợ chứ. Nhưng mà mình là anh em chí cốt mà tí vậy. Nhưng tao nói mày là bây giờ nó có tiền nó giúp hai anh em mình, còn không bây giờ nè ha, nợ nó tới nơi nè, tao chết mày chết luôn. Không, mày lấy đi. Trời ơi, nó đã xấu mà nó còn nói chuyện vô duyên nữa, làm sao chịu nổi. Cái này gọi là vô duyên thu. Bây giờ nói chung là có tiền là lắp được hết tất cả, mày lo làm chi mấy cái đó. Không, tao không lấy, mày lấy đi. Làm sao mà tao lấy được nè. Trời ơi, hai thằng đó trốn đâu rồi? Trời ơi, chưa lấy được vợ mà. Đi, tao đâu? Trời ơi, tụi bay trốn tao hả? Nợ 500 triệu hết gì? Tụi bay nghĩ là trốn được tao đúng không? Đi, tại đâu rồi? Trời ơi. Đó, bây giờ á, nợ nó dí tới nơi rồi đó. Thiếu ai không thiếu, mày kêu tao đi thiếu nợ thằng ba gà. Tao không biết gì đâu, bây giờ á, tao chạy trước đây. Mày không lo lấy á, là chết hai đứa đó. Mày chạy trước. Đang có hạn mà mày chơi mày bỏ bạn, đúng là thằng khốn nạn à. Giờ tôi sao lại trời, tự nhiên đang trai tân cưới vợ đẹp không được, phải cưới một cái con dòm trời ơi. Tía ơi con, trời ơi cô làm ơn cô lẹ em đúng nha cô. Nè tới rồi nè. Trời đất ơi, đây tới rồi đó, nhà tôi đó. Đợi chút xíu tôi kêu tí. Có gì đâu mà giờ. Công nhận nhà anh nghèo thiệt á. Là khỏi cần mà nói câu đó. Thấy không? Là bản thân bà đi từ xa là bà đã càm ràm là biết nhà tôi nghèo rồi. Bà qua đây bà đứng nè, qua đây. Qua đây, bà là vợ tôi mà. Qua đây. Trời đất ơi, tôi dặn rồi có đi á, à có cách xa đó cũng vừa phải thôi. Trời đất ơi, nghĩ sao tôi đi rước cô từ hồi lúc tờ mờ sáng mà đi tới giờ này mới về tới đây mà ra mắt ông tí chồng và ông ngủ rồi bà ra mắt ai. Ủa anh mắc cười quá, anh nói tôi là cách xa anh 5 mét, tôi cách xa anh 5 mét muốn gì nữa. Bà đó kiểu bà cố ý á, bà cách xa gần cả mười mấy mét chứ không phải 5 mét, bà đi mà kiểu như vậy nè, như kiểu hoàng trong cách cách vậy nè, là làm sao mà tới hả? Trời ơi, cái chân tôi ngắn mà vừa phải rồi chứ. Nè tôi nói thiệt nha, chút xíu nữa là làm ơn gặp tía tôi á, ăn nói sao cho nó đàng hoàng chút xíu, đâu có nói sao cho tôi coi được coi. Ví dụ rồi. Giờ tía tôi ra nè, tía tôi không có thấy đường, thấy không? Không thấy đường hả? Ờ, thì tía tôi đi ra là con đâu sao chào coi. Yeah, con chào muốn chào á. Ủa sao? Tôi tập y chang trong phim luôn á. Nghe. Gì vậy? Sao nãy trước khi qua đây không chịu mua tô bò viên ăn cho nó có duyên chút? Hả? Trời ơi là trời, vậy thôi nó nghe nè, nếu như mà đã không có nói chuyện mà ăn nói mà không có duyên á, thì một xíu nữa gặp tía tôi làm ơn làm coi như là bị cầm không nói gì hết nha, cầm đơ luôn, hiểu chưa? Được rồi, tôi không nói gì hết, vậy tôi làm gì? Đứng đó thôi hả? Làm vợ tôi và im lặng không nói gì hết nè. Nó nghe tập trước đi, làm vợ là phải đứng kế bên đây, gặp tía cứ im lặng. Tôi dịch cha, hiểu rồi, không? Sao nói gì chứ bây giờ bà nói chuyện không có duyên. Bà mở miệng ra một cái là cái gì là tí tôi mà nghe cái kể gì ông chắc ông sáng mắt luôn á. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Khổ ghê, tôi muốn gì sao? Ê, tao nghe nè. Bộ nhà em giàu lắm hả? Nhà tôi giàu ai mà không biết. Nguyên cái huyện này biết nhà tôi giàu luôn á. Ờ, biết rồi. Nhưng mà giờ á là tí có tí của cô có tâm sự gì với cô không? Thí dụ như là hai đứa mình bây giờ, nó nghe nè, hai mình là chuẩn bị là vợ chồng rồi. Cho nên là đừng có giấu nhăn gì nha. Ừ. Hứa đi. Hứa.
À, tía có hứa với lại cô là thí dụ như hai đứa mình lấy nhau xong cái tía có cho gia sản mà tài sản đó đó nó tầm cỡ khoảng bao nhiêu, ước đoán khoảng nhiêu biết không? À, ý là anh muốn biết. À, thí dụ như cho khoảng bao nhiêu lượng vàng nữa, thí dụ vậy á. Tía hứa với tôi là khoảng nhiêu đây nè. Trời ơi, kia à, cái dạ có đường giao trưng ra kia về phải không con? Dạ. À, tía chào giao trưng ra. Tía chào con. Dạ tía. Tía con tưởng là tía ngủ rồi. Dạ con dẫn vợ con về rồi tía. Dạ dạ tía tía ngồi đây, tía ngồi đây. Được rồi con. Tía còn coi từ. Từ. Dạ. Con vô. Cái gì vậy? Trời ơi. Dạ. 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 Cầm đơn mà. Con lỡ hồi nào lên má. Dạ tía. Mày nói rồi đó, tía mắt không thấy á. Dạ tía, con thấy là hình như mắt tía không thấy đường đúng không tía? Dạ tía thấy không, mới nhìn cái là biết tía không thấy đường, tía kia biết khí lụ khụ, con sợ về đây làm dâu tía không? Hay trinh tế, tía thấy cái đó, trinh tế. Anh cưới tôi để về chăm tía anh cái gì? Đây trên trái đó con. Dạ. Tía ơi, dạ đây là vợ. Không cần giới thiệu, tía dạ. Biết rồi, đây là cháu Xuân, con của anh Ba Đông, cháu ngoại của chị Trương Hạ mà. Dạ. Con giao Xuân đây. Dạ. Con có thể đưa mặt lên cho chú chồng ngó nhan sắc con cái được không con? Trời ơi, tưởng gì trước này tôi tự tin lắm. Trời ơi. Đưa con. Dạ tía. Rồi, đưa tía coi. Cầm ới tía ơi, ở tới tía. Đứng ở đây có dạ vợ con có đem lại cho tía nè. Trời ơi hên ghê thiệt. Đây là tía hết dùng cái. Ấn tượng đó. Trời ơi vẻ đẹp của tôi lan tỏa ghê chưa? Không phải. Ấn tượng là con biết mỗi lần con gặp tía là cái nhan sắc con làm tía xỉu lên xỉu xuống. Cho nên là con đem hai ba chai dầu đúng vậy không? Ba chai dầu rớt cái đất kìa. Dạ con mới lụm, Tía chịu. Con bé này được. Tía ơi, bộ tía thấy đường hả? Không có, tía có thằng giao khách cảm giống con. Trời ơi. Nó mới bước vô nó biết nhà mình nghèo rất buồn trời. Biết ra không thấy được. Nè tía ơi, con trả cái nhan sắc của vợ con cho tía nghe coi. Ủa sao tía nói tía cảm nhận tía biết rồi mà kêu con trả chị? Không, cái gì hình dáng là không cảm nhận được. Hình dáng là phải trả. Dạ. Làm con tưởng nó nhan sắc của vợ con làm cho tía sáng mắt rồi chứ. Không có. Dạ đây, dạ vợ con. Xuân. Cái gì đó con? Dạ con ho. Dạ tía. Vợ con mặt mày sáng sủa, da trắng mịn màng như ngọc trinh, chân dài tới nách, nách dài ngang chân, ngực nở mông to. Nói chung là hoàn hảo tía. Chứ mừng chịu. Sau này cháu nội tía là ngon lành, cao ráo không giống cha nó. Được. Là được hả tía? Được chứ tía chịu. Tía đồng ý hả tía? Tía đồng ý. Nhưng mà tôi không có chịu. Cái gì? Anh đi tìm người mà anh tả lúc nãy đi. Ê. Có. Xuất. Trời ơi. Bảy củi, bảy lọ của ta chắc trời ơi. Phải hàng lại. Dạ. Tía chịu con nhỏ này. Tía chịu. Tía có trinh lo xa. Dạ. Thì nó tới đây nó biết tía xỉu rồi đi xuống nó lấy hai ba chị giàu. Tía chịu. Tụi mày không trả nợ cho tao á, mày biết không? Dạ biết. Nè mập. Trước khi mày muốn chết á, đề nghị mày trả hết cái nợ mà mày cờ bạc cá độ. Ủa mày định xuống Diêm Dương mày làm con ma nợ hả? Dạ không có đâu. Ủa mà cái nợ này đâu phải của mình em đâu, có chung của một cô hồn này nó mà sao tự nhiên bắt của mình em là sao, vô lý quá. Vậy là bây giờ mày gánh cho nó đúng không? Dạ thì thằng nào lùng thằng đó trả. Mày bớt giỡn đi tao. Mày mới bớt giỡn, mày nhóm cũng không cao được hơn nhiều á. Nhưng mà cái này là mày gánh. Đâu có, anh ba nói gì sai. Anh ba nghĩ coi, thường là đứa nào cao là phải gánh cho thằng lùng chứ. Dạ. Vậy là mày gánh. Anh ba ơi, tha cho em. Ủa nghe mày. Cái áo đẹp quá vậy gánh anh ba. Áo gì đẹp hả mày? Em biết rồi. Áo mua mắt lắm mày. Cái áo này mua ngoài chỗ bà Sáu đúng không? Áo này áo Sida nè. Mày. Tao đã định bỏ qua mày, thấy mày khen áo đẹp định xử thằng lùng này. Mày khai cái áo Sida. Tụi bay còn chưa thấy bên trong cái lớp áo Sida đó là cả một tinh túy. Hả?
nó có tinh túy luôn hả? Tự nghe nghe, thằng nào chạy là tao chém luôn á. Sợ trên con cái em không chạy đâu. Hey. Ghê quá. Hey. Hey. Ghê quá. Hey. Wow. Ôi tinh túy quá, nó còn đỏ nè. Ở trên. Ôi trời dễ thương quá đi à. Mèo mái chúng mình đang yêu ghê. Đồ ghê. Lên. Anh không thích em hát bài đó hả? Em không hát bài đó nữa đâu. Không phải. Dạ. Anh. Thiệt ra. Hả? Mày là đồng tưởng với tao? Đâu có. Anh ba đừng có nói gì. Em đâu có tiền đâu. Làm sao mà đồng tưởng, làm sao em nuôi voi được. Em không biết. Mày nỡ mày còn ngu nữa. Hả? Tao nói đồng tượng ở đây á. Dạ. Tao với mày cùng chung một thần tượng. Ủa thần tượng đâu? Thần tượng đâu? Đấy. Đây hả? À? Mèo mai thân mình đang yêu ghê. Đồ để em mòn. Đại ca. Cười lên các ơi, vỗ tay coi. À, yeah. Trời ơi, em mê lắm. Em là tí mà. Rồi. Em là tí là chủ tí, nhưng mà em thay vì tí là phải sợ con mèo. Được. Còn em là tí là em hâm mộ mèo, nhất là con mèo này là. Ủa, mày sợ con mèo cũng đúng, tao tưởng mèo mà. À vậy hả? Em mà em sợ tao hả? Đâu có sợ chứ, giận hoài. Ủa, đáng lý là hả, anh ba phải là cha trai em mới đúng á. Vậy ai là Suka? Suka, đúng rồi, mình phải tìm Suka. Mà Suka đâu? Suka đâu? Suka đâu? Suka. Không lẽ Suka đây? Ôi Suka. Ôi. Đang cao hứng mà. Ủa tụi bay cười ý là tụi bay nói tao xấu không? Không có đẹp đẹp như Suka đúng không? Anh ba cái thằng này, mày đi đòi nợ với tao mà mày hùa với tụi nó, mày cười tao. Mày trả nợ cho tụi nó luôn đi. Quay hả? Dạ. Bị mày. Dạ. Nhẹ nhẹ tay em đọc em. Bỏ qua cái vụ đồng tượng đi. Mày nữa. Nợ vẫn phải trả. Trả xong nợ tao mời mày nhậu sao? Ha? Dạ. Vẫn mày trả nợ. Bây giờ mày có trả không? Dạ đại ca. Cái gì? Buồn ra. Ai vậy? Cô là ai? Tao là vợ của Tí. Ghê chứ mày, hít chó chung. Ủa, nó nghe khoan từ từ. Cái vụ này nó hơi bị kỳ, em xin lỗi anh ba. Ủa, rốt cuộc là ai là vợ? Hả? Đi ra, cho người lớn làm việc. À, ủa, tao nè. Mày tới đây, trả nợ cho nó thì được. Không trả nợ, tao xử mày luôn. Mày xử không? Mày dám xử không? Trời ơi, gì vậy? Ghê quá. Vợ mày dữ quá. Dạ, đây là hả? Mày biết đây là gì không? Dạ, má ơi. Muốn lấy không? Dạ, đúng rồi. Nhà. Tí nợ bao nhiêu? Tao trả gấp đôi. Hả? Wow. Dạ, đúng rồi. Nhà vợ em á là vàng mà đem ra chọi gà được luôn á. Thằng Tèo nợ bao nhiêu? Dạ, thiệt má ơi. Ủa? Trả luôn cho Tèo hả? Em? Trả luôn cho Tèo hả? Chứ còn gì nữa? Trời ơi. Nhà em giàu mà. Trời đất ơi. Có cần em thối không? Lý tiểu nữ của ta không cần thối. Chà. Biết. Anh Tí. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Ủa xí. À, tiền dư. Tiền dư. Rồi. Cần gì dư nữa? Nhà mình giàu mà. Ủa vậy? Ủa nhà mình là sao? Là tụi mình sắp thành vợ chồng đó. Sắp thành vợ chồng thiệt hả? Em không chê anh hả? Chê gì mà chê. Anh phải đi theo em đi. Đừng có đi chơi với mấy đứa đó nữa, biết chưa? Dạ biết rồi vợ. Nó nghe nè, bây giờ để anh cổng vợ về ra mắt hai bên nha, được không? Hi-cha! Được. À, dạ. Dạ. Mời Lý. Ôi trời. Vợ chồng anh Tí cho em theo với. Theo hả? Lên mày. Lên. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Hồi hộp quá à. Lâu lắm rồi mới được gặp người yêu. Cũng một năm lận chứ bộ. Thắm. Anh được. Thắm. Thắm ơi. Có người nhìn đó. Có ai nhìn đâu. Thắm. Anh có mua nước mía cho em nè. Thắm. Anh nhớ em lắm á. Em cũng vậy. Thắm.
cho anh hôn em miếng nha. Thôi không được đâu, mọi người nhìn thấy đó, mình đang đứng giữa làng mà, anh kỳ quá à, tự nhiên đòi hôn em. Có ai đâu. Không, ở ngoài này không có ai hết trơn á. Thôi hôn miếng thôi. Em biết đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên giữa làng giữa xóm hôn nhau. Thì một năm trời mới gặp nhau, anh hôn em miếng có gì đâu. Không, không được đâu. Anh hai em nói á, là khi nào cưới nhau rồi muốn làm gì làm. Anh làm gì? Ủa? Cái gì đây? Thì cái xe đạp của anh. Sao là cái xe đạp? Cái xe máy của em đâu? Cái xe máy em đưa cho anh ở Sài Gòn mà. Anh mượn của em sao giờ tự thành cái xe đạp là sao? Không phải. Trời đất ơi, anh bán rồi. Sao anh bán xe của em? Em bán xe của em. Anh bán, anh đầu tư. Đầu tư là sao? Đầu tư là như vậy, là khi mà anh bán chiếc xe, anh được 100 ngàn. Cái anh đầu tư vô đó là nó sẽ lên được 1 triệu. 1 triệu nó sẽ lên thành 100 triệu. 100 triệu nó sẽ lên thành 1 tỷ. 1 tỷ nó lên thành mấy chục tỷ. Gì hay vậy? Gì ghê vậy? Ừ. Lên Sài Gòn là làm được vậy hả? Đúng rồi, bây giờ nếu đó, em nhớ cái xe máy của em không? Anh bán ra, anh đầu tư. Bây giờ nó lên xe hơi rồi. Lên xe hơi luôn hả? Mai mốt anh mang xe hơi về cho em. Trời ơi, hay quá vậy? Anh hôn em miếng nữa nha. Không có hôn gì hết trơn, bây giờ phải cưới đã. Cưới đã rồi muốn làm gì làm. Anh phải về anh gặp anh hai của em, hỏi cưới đàng hoàng. Anh hai của em khó lắm, không phải muốn làm gì làm đâu. Vậy thôi, em về trước đi. Rồi tí nữa anh tính toán anh qua anh gặp anh hai. Nhớ nha, qua gặp anh hai em liền đó nha. Để hỏi cưới em đó nha. Ok. Lát mình cưới nhau. Em về nha. Tức thiệt luôn á. Tao nói cả năm trời không có chén được gì hết trơn. Anh ơi, mai là em bệnh lại á, tí nữa là cái chân của anh nó vô đây rồi. Trời ơi, hên cho em á, anh chỉ mới đá gió thôi, chứ anh mà quay vào lái là đã giờ chết em luôn à. Em định qua biếu anh miếng quà. À, thôi vô nhà ngồi chơi chút. Đi vô. Ngồi. Dạ. Làm với anh ly nha. Đây. Đây. Ê, anh. Đời bây giờ ai mà uống mấy cái rượu đế này. Đây, mày nói sao tao uống mỗi ngày mà mày. Đây, em ở chợn về, mang mấy chai rượu ngoại về biếu anh. Đây, một ít quà nữa nè, quà ăn. Trời đất ơi, mày tới mày thăm tao là được rồi. Mày đặt ba cái quà cáp làm gì, nhưng mà nghe nói hình như là rượu ngoại là ngon lắm nha. Ngon hơn cái rượu đế à. Cái rượu ngoại này anh mua không có. Ờ. Cái này là, đây, 1990. Là gần mười mấy năm rồi. Đấy, cho nên là rất là ngon. Nếu mà 1990 là mười mấy năm là coi chừng nó bị hết hạn nha. Nó hết hạn là không uống được đâu. Anh là không biết gì trơn á, mấy cái rượu ngoại này nè, càng lâu là càng ngon. À, vậy hả? Ồ, hay á. Thôi bây giờ như vậy nè. Ê, nó nghe à, hồi sáng giờ nó ngồi trong buồng á, nó cười khúc kha khúc khích, nó giống như con khùng vậy đó. Mà cũng thông cảm, tại gần có chồng rồi mà. Nói chung là nó thấy em là nó khoái. Mà bây giờ anh thấy em về, anh cũng khoái nha. Thôi, quà vô đây thôi, lần khác đem á, có đem ít thôi. Thôi, đem rượu thôi được rồi, đừng đem gì khác. Anh sao vậy? Em ở Sài Gòn bây giờ em làm tháng cả 100 triệu. Mấy cái rượu này nhầm nhò gì, đừng có tiếc gì đó. Đây, để em khui em mời anh. Trời ơi, em nói gì, thiệt á hả? Em làm tháng 100 mấy triệu, bây giờ một nhiều khi sắp tới mở mấy cái công ty á, nhiều khi cả 500-600 triệu anh ạ. Trời ơi, một tháng mà 500-600 triệu hả? Dĩ nhiên. Nó nghe nè, em rể. Em đi thí dụ như sắp tới là em là chồng của ông Thắm, có nghĩa là em rể anh ơi. Đúng rồi. Đúng không? Thì bây giờ em có cách nào em giúp anh nha, giúp anh làm ăn á, giống như em á, kiếm tháng chừng vài chục triệu thôi. Vậy cũng được rồi, không cần cả 100 triệu đâu. Anh nghĩ sao vậy? Giờ mới mốt em lấy Thắm đúng không? Đúng rồi. Thì em là em rể anh. Ừ. Thì người trong gia đình thì tất nhiên phải giúp đỡ anh rồi. Đó. Anh khoái mày chỗ đó. Đây, vô với em một ly. À, để coi thử làm cái gì nó sao nghe. Anh uống vô đi là cảm thấy đẳng cấp lên liền. Thơm nha. Ê, nghe nói là trước khi uống là phải lắc vậy hả? Không cần lắc. Vụ này anh uống sao cũng được. Trời ơi. Anh thấy sao? Nó tê. Ngon đúng không? Nó đã. Anh biết sao không? Bây giờ anh muốn kiếm tiền. À. Có nhiều cái rượu ngoại này uống. À. Em nói chung là người trong gia đình thì em cũng muốn giúp anh. Ừ. Thì nếu mà anh muốn giúp thì anh phải lắng nghe em. À. Quan trọng là cái này. Cái gì? Cái này nè. Bậy, không được đâu. Anh ít tóc lắm, làm sao có nhiều tóc bằng em, sao giàu được. Tóc cái gì?
lật cái não, cái đầu mình nè. Thì não thì có, nhưng mà không được đâu. Không được. Không được là không được sao? Đây, anh nghe em nè. Anh biết mấy ông tỷ phú trên thế giới không? Mấy ông đó không có bao giờ có học hết á. Ủa, không có học là thành tỷ phú hả? Rõ ràng, em cũng không có học, anh cũng không có học. Bậy, đừng bao giờ nói câu đó. Em nói câu đó là mấy người xung quanh thì người ta sẽ đánh giá là mình mất dạy. Tao có học đàng hoàng nha. Có học là có học sao? Tao học hết, gần hết lớp 5 luôn á. Trời ơi, anh ơi, em không phải nói là học hết lớp 5 mà mấy người học cao gì nè. Học nhiều hơn á hả? Học nhiều hơn, nói chung là bây giờ em và anh là người học ít đi. Ừ. Thì bây giờ anh em mình khởi nghiệp. Đấy, đầu tư phát triển đi đúng lộ trình một cái là anh em mình giàu thành tỷ phú ngay. Nói chung là em thấy nhà cửa anh vậy chắc tài khoản của anh chắc cũng không nhiều đâu đúng không anh? Tài khoản là gì? Tiền để dành tích góp của anh ấy. Tiền để dành tích góp hả? Ừ. Anh thì đâu có dám ăn xài đâu. Ngoại trừ cho con Thấm rồi lo cho nó thôi, chứ còn nếu mà tính ra dư chắc dừng khoảng 1-2 tỷ à. Cái gì? 1-2 tỷ? Thì có gì đâu ngạc nhiên, em coi thường anh dữ vậy. Thì có thể là 1-2 tỷ của anh á là nó không giống như em. Tại vì em làm ăn lớn, có thể là em dư nay cái mấy trăm tỷ. Nhưng mà chắc có lẽ là không bằng được cái móng chân của em, cho nên anh cười anh gì đúng không? Em không có cười. Thôi mà nói chung là mình không bàn chuyện đó đi. Bây giờ mình bàn cái chuyện đám cưới của em được không? Đám cưới hả? Đám cưới. Đám cưới thì có sao đâu, mình em là bên đàn trai thì em cứ làm sao là anh nghe vậy thôi chứ có gì đâu. Em muốn làm một cái đám cưới hoành tráng nhất. Em định làm kiểu mà đám cưới lớn nhất cái huyện này luôn. Lớn nhất cái huyện này hả? Chính xác. Tại sao không làm lớn nhất của cái tỉnh này luôn đi? Cái tỉnh là cái huyện đó. Cái tỉnh là cái huyện hả? Cái tỉnh, đúng rồi, em cũng sai khúc này nè. Nói chung là nguyên một cái tỉnh. Rồi em định làm đám cưới theo kiểu là phải có máy bay nhiều, trực thăng này kia, thả hoa rước cô dâu. Rồi trực thăng ở đậu đâu? Bởi vì em mới đang tính toán với anh nè, để bạn cái làm cái đám cưới này hoành tráng tí xíu đó. Cái xăng này thì em nghĩ là hạ trực thăng xuống được. Rồi bây giờ có nghĩa là mày đang lo là cái khu vực này không có chỗ để cho mày đáp đúng không? Đúng rồi. Mày yên tâm, tao chỉ cần hú một tiếng thôi, mấy đứa đệ tử tao là qua nó tàn sát hết. Tao hy sinh mấy mẫu ruộng tao tàn sát, tao sang phẳng hết, tao làm tao trải mà xi măng ra, coi như mấy nhà kế bên tao đạp luôn mấy cái cây luôn, tao làm sao cho phẳng để cho kính giết máy bay phản lực đó nó đáp xuống. Đấy, rước dâu bằng cái đó nhìn nó bên tao mới nể phải không? Nhưng mà ba cái lúa này kia chết. Ôi trời ơi, sắp tới giàu rồi, ba cái lúa nghĩa lý gì? Bây giờ lúa mình không có thì mình bỏ tiền ra kêu người ta làm cho mình ăn. Hồi nãy anh hai nói là anh hai có mấy tỷ trong nhà đúng không? Đâu mấy tỷ, chừng có khoảng 2 tỷ hơn à. Làm từ đâu lâu lắm rồi để dành dụm tới giờ luôn á. Sao anh không bỏ tiền vô ngân hàng đi, bỏ trong nhà vậy nguy hiểm lắm á. Anh đâu có biết để tiền vô ngân hàng là để sao đâu. Đây. Đây, đây. Cái này là gì? Cái này là thẻ ATM. ATM hả? ATM là cái mà đựng tiền. À, anh nhớ không? Lúc nãy em nói với anh là em có cả 100 tỷ, anh nhớ không? Đấy, 100 tỷ của em trong này nè. Cái gì? Trời ơi! Cái này mà nó chứa được cả 100 tỷ hả? 100 tỷ trong đó anh. Vậy rồi muốn lấy thì sao? Rồi sao? Thì bây giờ dễ lắm, bây giờ anh chỉ cần đút vô thôi. Công nghệ phát triển 4.0 mà, cái này anh không biết. Nhà như vậy nó vô nó lấy tiền hết. Sao anh cứ bỏ tiền vô ngân hàng, anh lấy cái thẻ anh đâm vô anh rút rút tiền ra. Trời ơi, đã vậy. Vậy em làm cho anh đi rồi mới mốt anh kiếm tiền tỷ. À anh bỏ vô đó luôn chứ để công người ta chơi mà sao? Bây giờ anh có 2 tỷ đúng không? Ừ. Em giúp đỡ anh 2 tỷ là mình phải đầu tư. Mình phải có quy trình, lộ trình, mình phát triển. Mình đầu tư này kia nhiều công ty. Anh kiếm 5-7 tỷ là chuyện bình thường. Trời ơi. Đó, đã là anh em trong nhà rồi thì mình phải giúp nhau chỗ đó. Không, mình phải có tiền, có qua có lại. Mình sẽ cùng tiến. Không, cùng làm giàu. Đó, mà phải công nhận nha, nếu như con Thấm mà lấy được em á thì chẳng những con Thấm nó hãnh diện mà anh cũng hãnh diện với cả nguyên chồng sớm đây. Thấy chưa? Em của anh đấy. Đó. Nói chung á, em sẽ cố gắng giúp đỡ anh. Làm sao mà anh kiếm được nhiều tiền nhất. Bây giờ nè, ngồi đây, để anh vô lấy tiền cho em nha. Nói chung là Lấy tiền đi. Đây, có rồi. Giấu cho kỹ vô chứ trời ơi. Trời đất. Đây. Cái thẻ em tên gì? ATM. Đây, ATH. ATH là gì anh? AT heo. AT heo. Đúng rồi. Ngon á. Đó, rồi bây giờ anh đập cho em coi. Nếu mà mình mà lấy đồ mình lấy đập gì là chuyện bình thường, con nhà giỏ là không ai mà đập kiểu vậy hết trơn á. Anh đập bằng tay luôn hả? Chứ sao, chuyện bình thường. Cẩn thận. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi anh hai ơi. Anh hai tôi. Wow. Ủa?
Ủa? Anh được. Thắm ra đây, ra đây Thắm. Thắm. Thôi qua đi trời ơi, gần cưới rồi mắc cỡ. Trời ơi, sao nhìn anh bảnh tỏn quá vậy? Nhìn cái gì kiều vậy đó. Ngạc nhiên không? Thấy sáng không? Sáng cả một vùng trời đúng không? Dạ. Anh mang rượu với lại mang quà qua biếu cho anh hai. Ủa nhưng mà anh hai. Hả? Sao anh đập hết heo của em vậy? Mày biết cái gì, tiền làm ăn thì bây giờ cần làm ăn, vốn làm ăn thì mình phải lấy tiền đó chứ, mình đợi mà tới hồi mà gần Tết của mày la mất cơ hội của tao sao? Nhưng mà anh nói là hết năm nay mới đập, bây giờ mới có giữa năm mà anh đập rồi. Bây giờ tao hỏi mày, bây giờ mày có cơ hội làm ăn thì mày cần tiền, là bây giờ lấy tiền đâu, không đập ra lấy tiền đâu mà làm hả? Giờ sao có làm ăn được không? Trời ơi anh hai. Dạ. À, quên à, nói chung là bữa nay có khách nha. Hay đó nghe nè, yên tâm, khi mà giàu lên á là không phải là chỉ thằng chồng em lo cho em không đâu. Anh hai sẽ lo cho em, riêng bản thân em không là ít nhất phải là 50% số gia tài này. Tại vì sao? Tiền này sẽ được nhân lên gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Mình sẽ thành đại gia. Anh là đại gia anh, còn em là đại gia em. Được chưa? Mình là đại gia đình đại gia. Đúng rồi. Anh hai hứa rồi nha, chia một nửa cho em á nha. Hồi đó giờ mày chọn tao nuôi không chứ ai. Rồi bây giờ như vậy nè, mày nghe lời tao đi. Mày vô phòng mày ngồi mày cười khúc khích giống như mấy con khùng hồi sáng đi. Còn chuyện để tao với lại thằng em, để tao ngồi bàn câu chuyện chút xíu nha. Chứ mày ra đây hồi đâm thùm lũm dữ lắm. Đi vô. Em vô. Ê đúng nghe nè, bây giờ vậy nè, mày ra sao mày làm gì tao con gà nghe, con gà đem con gà hả? đúng rồi trời ơi, uống rượu tây phải ăn gà nó mới ngon. Vô lẹ gà. Ừ mà xuống đếm tiền phụ nè, nhanh. Tính gà cũng nhiều quá anh ha. Thôi chuyện bình thường, cho còn mấy con heo trong kia nữa đây. Rồi bây giờ cầm này đỡ đi đó nghe. À cũng nhiều lắm anh hai ạ. Bây giờ nè, quan trọng là tính cách làm giàu. Tính cách làm giàu. Sao? Gì? Ờ hình như là bữa còn nợ tiền sáo đúng không? Trời ơi hình như gì nữa. 452.000 một năm rưỡi rồi đó chú. 452. Đây. Đây. Rồi chờ chút lấy tiền thối cho. Khỏi thối sao? Bò sao luôn. Bò luôn. Con mà. Ui bảnh mày. Bò thiệt luôn hả? Còn 48.000 lận đó. Bò sáo giữ đi sao? Trời ơi, ôi, con thử lòng sáo thôi. Ôi đã ta. Trời ơi, làm gì? Bữa nay giàu hả? Bữa nay giàu hả? Giàu gì? Sáo nhìn con không thấy con bảnh hả? Thì bữa nay mới thấy bảnh nè, chứ hồi trước lợi quán là chỉ có trên văn dưới dép thôi. Đây, sáo thấy gì không? Dạ. Này cạc điện thoại mà sao nó thì sao mà cái cạc được? Đây là cái thẻ ATM. Là gì? Là cái chứa đựng biết bao nhiêu tài sản của con trong đó, cả trăm tỷ trong này nha sáo. Thôi sáu không biết rồi, thôi gì, con cấp gì trăm tỷ à? Trăm tỷ thiệt chơi. Sao con lẹ con đi nói chơi sáu làm chi? Ủa ngon bấy, trăm tỷ là giàu lắm luôn á. Tất nhiên con mà, trời ơi lúc này con bảnh lắm sáu. Bây giờ sáu muốn làm sao? Mười mốt con về đây con đầu tư, con làm nguyên cái quán hoành tráng cho sáu luôn. Ủa nhưng mà giàu mà sao về quê ở? Trời ơi tại vì bây giờ sức khỏe quan trọng, ở trên Sài Gòn dịch quá rồi con chạy về đây tí xíu. Đúng rồi, dịch người ở thành phố về cũng nhiều lắm. Mà nói nghe, làm gì thành phố mà giàu vậy? Thì nói chung là con buôn bán hột sòn kim cương ký. Hả hột sòn kim cương ký hả? Ừ. Trời ơi tưởng cái gì, là hột sòn ở trong chợ lớn mà người ta bán rổ, người ta bưng đặng bán cho mấy người ra ngoài lề đường bán lẻ đó phải không? Sao mà bán lẻ vậy được? Sao nhìn con đi, ăn mặc bảnh bao, tài khoản trăm tỷ không lẽ đi bán ba cái tầm bậy bạ đó. Con buôn bán là hàng thật, hàng ký đàng hoàng. Hột xoàn thiệt mà cân ký luôn. Chính xác, nguyên một cái dãy mà tiệm vàng này kia là con giao hết, giao sỉ luôn. Trời ơi, thiệt kìa luôn hả? Đấy. Trời ơi, nhưng mà tao hỏi mày vốn ở đâu mà mày giàu? Chứ hồi xưa mày vô quán tao thiếu điều mày muốn xin ăn luôn á. Trời đất ơi, sáu. Đây, sáu nhìn con đi, bảnh bao không? Đẹp trai không? Rồi, biết bảnh rồi, khoe hoài. Đây, xây vòng cho sáu coi luôn. Rồi, tao hỏi làm sao mà mày giàu? Thì nói chung là con may mắn. Nói chung là khuôn mặt bảnh bao, đẹp trai, nhờ ông chủ của con support. Ông chủ nào? Ông chủ tiệm vàng với hột sòn này kia đó, ổng nhận con làm con nuôi luôn. Là ông chủ hột sàn nhận mày làm con nuôi hả? Chính xác, con là con nuôi mà bây giờ con là chịu trách nhiệm hết tất cả vàng này kia rồi, hột sòn rồi là con lo hết. Ui là kia bằng thừa kế đó. Thừa kế luôn đó. Ông có vợ không? Ổng có vợ rồi sao? Nhưng mà vợ ổng chết sao? Ngon mày, vợ chết rồi hả? Trời ơi đã.
ngon làm sao. Mà với lại á, con bây giờ á là dạng giống như là con ruột trong gia đình vậy đó. Con quyết định hết tất cả hạnh phúc của ổng luôn. Vậy đó hả? Đấy. Ổng quen ai vậy? Ổng có hỏi ý kiến mày không? Trời ơi, sao không? Quen ai làm cái gì, tiền bạc là đứa con xài là không nói rồi nha. Mà quen bất kỳ người nào hay làm bất kỳ cái gì đều hỏi ý kiến con hết. Thầy nói nghe nè, Sáu là nào giờ Sáu không có chồng, ta còn chín lún mày. Quán Sáu cô đơn, thấy không? Sáu cô đơn. Mấy bữa nào mày dẫn ổng về quán Sáu chơi đi. Dẫn gì, vợ mấy Sáu, mai mốt Sáu lên Sài Gòn với con. Thiệt không? Thiệt. Ê, được nghe. Ê, bữa nào để ta sắm cái áo đầm hay dây rồi ta mặc cho mày dẫn tao. Sáu cứ mặc áo bà ba là được. Vậy hả? Cứ dày là đẹp. Vậy đẹp, vậy đẹp rồi hả? Dày là đẹp nhất của Sáu. Được ghê á. Nói nghe là ăn gì không? Sáu nói cho ăn. Cứ cho con tô mì hai trứng. Ủa đại gia trăm tỷ hột sàn mà sao ăn mì hai trứng kìa? Tại vì con thích những món quê sao? Đúng rồi, mấy người mà giàu thường người ta hay kiếm đồ đặc sản lắm. Nhưng mà mì hay trứng đặc sản gì trời? Để Sáu ra ngoài sau á, Sáu mừng con gà nồi, tao hấp xả cho mày ăn luôn. Gà nồi hả Sáu? Gà nồi luôn. Trời đất ơi, ngon vậy. Ở Sài Gòn con còn ăn ba cái gà Tây không? Kiểu nó trời ơi, gà ngon. Mỹ lặt nhắt thịt bở rẹt ăn cái gì. Để Sáu bắt gà nồi, Sáu mừng cho ăn. Mày chờ xíu dạ, dạ Sáu. Anh được. Ủa Thắm, anh ở đây rồi. Tiền em đâu rồi? Tiền của em á. Tiền gì? Tiền trong ống heo đó. Tiền ống heo. Em cái này anh bữa giờ anh này nè, em biết cái này cái gì không? Gì vậy? Cái thẻ ATM. Trong này cả trăm tỷ của anh trong đó đó. Trăm tỷ? Trăm tỷ hơn đó. Đây, đưa đây anh coi. Đây cái tiền này á là để cho anh. Hiểu không? Mấy cái đồng bạc lẻ này em tính toán với anh chi? Đưa cho anh xử lý cho. Anh đầu tư, anh mua xe hơi 4 chỗ cho em đi. Xe hơi 4 chỗ là của em á nha. Thì xe hơi là em đứng tên. Được rồi, bây giờ em không đòi tiền anh nữa. Nhưng mà em có chuyện gấp. Chuyện gấp là chuyện gì nữa? Anh phải đi với em. Đi đâu? Phải đi với em, tụi mình phải tính toán vài thứ nữa. Nhưng mà chưa, cô Sáu mới làm con gà. Làm gà? Làm gà cho anh ăn. Em ăn ở đây. Sáng, hai đứa ăn mình, gà. Hai đứa mình ăn chung. Giàu có quá, sáng sớm đi ăn gà luộc, rảnh quá. Đi đâu? Đi đâu Thắm? Thắm? Đi. Thắm, em dẫn anh đi đâu vậy? Đi ra đây, lẹ đây, nhanh lên. Đây. Đi đâu? Nè, đây, em chỉ cho. Nè, bây giờ anh thấy nguyên một cái khoảng đất bên này, nhưng nguyên một cái khoảng đất bên này, anh thích bên nào hơn? Bên nào anh cũng thích, nhưng mà anh thấy nó hoang phí quá không em? Có gì đâu hoang phí, nếu mà anh thích cả hai bên thì mình lấy luôn cả hai bên. Hai bên ha, em muốn hai bên thì anh lấy hết hai bên. Xong rồi á, mình sẽ sang bằng hết nguyên cái mảnh đất này luôn. Mình sẽ thành một cái sân bay to chà bá. Để mình thuê phi cơ mình quay vòng vậy nè. Giờ em muốn tất cả nguyên cái miếng ruộng này là cái sân bay đúng không? Em muốn thì anh sẽ đổ cát anh làm hết cái sân bay cho em. Nhưng mà anh thấy vậy hoang phí quá không em? Sao hoang phí? Anh thấy vậy hoang phí quá rồi. Lỡ bây giờ anh xây cái sân bay hết nguyên cái đám ruộng này nè, ba cái đám ruộng này luôn đó, xong rồi lỡ cái sân bay nó làm chết hết ruộng lúa của người ta rồi sao? Thì anh bồi thường. Anh có mấy trăm tỷ trong ATM thì anh lo gì? Em ưng cái chỗ này rồi, mình chọn chỗ này ha. Nhưng mà thôi được rồi, để em quyết định cho. Bây giờ em sẽ nói anh hai chặt hết mấy cái đám dừa đó luôn, rồi mình sang bằng hết tất cả lại, mình làm cho kịp chứ sắp hết dịch rồi, mình cưới ngay anh ha. Ok, nói chung là em muốn sao cũng được, chứ bây giờ em muốn 100 chiếc phi cơ, một đội phi cơ thải hoa xuống anh cũng làm cho em nữa. Dạ đồng ý nha. Dạ vậy không ấy bây giờ em về trước đi, anh ở đây anh tính làm sao mà để cho nó hợp lý, đổ cát đổ này kia cho nó đám cưới nó hoành tráng. Em về nha. Ok. Bye bye em. Bây giờ một miếng, hai miếng, ba miếng, làm sao cho nó hoành tráng. Ok, bây giờ là khu này là để cho phi cơ là đậu là ngon rồi, nó hơi vướng chút. Hàng rào này là dỡ banh ra luôn, chiều nay mình kêu tụi nó là gỡ banh ra luôn. Cái này anh hai cái... anh hai cái gì vậy trời ơi, có chỗ đậu phi cơ rồi.
Ủa, như vậy chưa đủ hả? Còn làm gì thêm vậy? Hai chiếc lận. Hai chiếc? Hai chiếc. Trời ơi, đúng là đại gia chơi lớn thiệt. Không chơi trong hai chiếc phi cơ thiệt. Mà mình phải chọn mẫu nữa, tới 800 mẫu phi cơ khác nhau lận. Mình phải chọn cái mẫu đẹp nhất. Đúng rồi. Mà anh Hai biết không, anh còn nói với em là anh sẽ gắn hoa lên trên phi cơ, giống như là gắn hoa trong xe ô tô để rước dâu á anh Hai. Như vậy nó mới lãng mạn. Trời ơi, nó đẹp, tao tưởng tượng, tao thấy, tao muốn làm cô dâu luôn đó mày. Em ngồi cho nó là tha hồ ngắm cảnh. Lúc đó mình ngồi trên phi cơ cái mình nhắc, ê, có mình mày ngắm mà tao đâu được ngắm mày. Đúng rồi. Có đèn vô duyên nha. Thôi bây giờ như nè, tao là chịu thiệt đi, tại vì đám cưới em tao mà. Bây giờ tao đứng như này tao đợi, thấy không? Phi cơ chuẩn bị đáp xuống, mày nhớ mày ráng làm sao mày mở cái cửa kính á, cái cửa sổ của máy bay á. Được rồi. Rồi tao đây là anh Hai, tụi em gần tới. Để tao biết, mày biết chiều không? Tao ra tao đứng, tao đưa cái bản mặt tao lên như nè. Đó, tao nhón lên như nè, cho tao thấy. Thấy không? Mày nhờ cái thằng mà chụp hình á, nó chỉ xuống nó lia máy luôn. À, em hiểu anh Hai rồi. Mày nhớ chưa? Rồi, để tao biết tao sắp đội hình thành chữ V đồ cho đẹp. Có gì em vẫy tay nha anh Hai. Đó, thấy chưa? Mày yên tâm đi, tao sẽ kêu hết mấy đứa lính tao luôn. Mấy đứa lính tao vô để là làm xong mần ruộng của mình hết để cho phi cơ nó đáp xuống. Được á anh Hai, anh phải gọi hết 500 thằng đệ tử phải sang bằng hết nguyên cái đồng ruộng nhà mình. Rồi rồi sao? Nguyên cái đồng ruộng nhà ông Tám nữa. Trời ơi. Nhiêu đây chưa đủ, con qua bên chỗ ông Tám. Hai chiếc mà anh Hai. Rồi rút cuộc cái tiền đó ai lo? À quên, đại gia, yên tâm. Ruộng vườn nhà mình là tao giải quyết hết trơn rồi, tao bán hết trơn luôn. Tao bán hết rồi, bắt đầu cái nhà này cũng giải quyết luôn rồi. Đặt nó chuyển tiền vô cái thẻ ATM gì đúng của rồi, đúng chồng mày đặt đó. Vậy nó gọn chứ không để nó cầm nguyên cọc tiền nó đi gì. Cô Sáu, biết tìm thằng Được ở đâu không? Thằng Được nó đang ngoài kia, nó đang chuẩn bị làm đứa. Không có, cái gì? Thằng Được á. Ờ. Nó biểu là gom hết tiền đưa cho nó. Xong rồi nó kiếm hộp sàn kim cương cho rồi chơi. Ờ. Ờ, rồi cái hết rồi, gom hết đưa nó rồi. Nguyên cái quán sàn luôn rồi. Đưa cho nó hết rồi. Là cái gì? Rồi cô Sáu được đừng nhìn lấy kim cương hộp xoàn chứ. Được cái móc xì á, giờ nó biến mất luôn rồi. Giờ đi kiếm nó đi. Cô Sáu nói gì kỳ vậy? Vì cô Sáu nói chồng con vậy? Mày tránh ra coi, để tao xử lý vụ này cho. Nè, tôi nói cho cô nghe ha. Đừng bao giờ mà nói động chạm tới thằng em rể đại gia của tôi nữa nghe. Đại gia cái đầu thế á? Đại gia cái gì? Nó là công nhân đi làm mướn ở trên thành phố á. Rồi cái mùa dịch, cái nó không có tiền, nó bị nó hết tiền rồi, cái nó về nó huy động vốn ở trong xóm mình nè. Ai có tiền là nó gom hết vậy. Thì nó gom là nó làm ăn rồi xong nó làm ăn cái đầu mày á, nó biến mất luôn rồi. Cái gì? Bây giờ gọi điện cho nó coi thử có được không. Gọi điện thoại cho nó là ở e luôn rồi. Cái gì? Hồi nãy có thấy nó đứng ngoài không? Nó chuẩn bị lên máy bay gì mà. Rồi nó bay luôn rồi đó. Ờ tụi bay có bị gì không? Có gom tiền được đó không? Có gom tiền được nguyên đó. Cái nhà. Mày đừng. Xong rồi. Cái đồng ruộng. Mày đừng có nói vậy. Mày phải có trách nhiệm. Anh Hai mới có trách nhiệm á. Nó là anh Hai đập heo của em. Anh Hai đập heo của em đưa cho ổng. Mày đứng xuống dưới. Nè, mày là em tao mày chứ không phải là mày bà nội tao, mày đứng trên đây mày nói chuyện tao ngước lên nè. Nó là chồng mày, mày phải có trách nhiệm trả lại cho tao, mày đừng nói nhiều. Ờ, kiếm nó trả lại cho tao đi. Ờ, mày phải trả lại. Được rồi, bây giờ muốn kiếm đúng không? Ờ. Anh Hai huy động 500 anh em của anh Hai đi. Để làm gì? Truy tìm nó. Đúng rồi, truy tìm. Nhưng mà bây giờ trời ơi, biết tìm nó đâu giờ? Tiền ơi. Vàng ơi. Ông vàng ơi. Hải Phương Nam. Vui lắm à nghe. Quái cái này lắp thế nào nhỉ? Mình chưa có con bao giờ. Ủa? Mày làm gì đó lúi húi vậy Lực? Dạ con chào ông. Con đang lắp cái ghế em bé này vào trên xe. Đúng là đồ con nít nhìn cái gì cũng xinh ông ạ. Trời đất ơi ạ. Bộ mày muốn cái xóm này không biết nhà mình chuẩn bị có cháu nội ngoại quan hả? Mày lắp lần chi hả? Thì con lắp trước á, để ít bữa đằng nào cô Hai cũng đẻ mà. Tài lanh quá, dẹp cho tao. Dẹp liền. Phải dẹp vào thế. Dẹp chứ còn gì nữa. Dạ. Ê mà chưa. Bữa nay bay đi mần ruộng bay cài mà bay mặc đồ đẹp quá vậy hả? Nay con chở cô Hai lên huyện để khám thai. Trời ơi, nói nhỏ giùm. Bay sợ cái xóm này không biết là nhà cô Hai nó có chủ quan hay sao bay la ông sụp vậy. Thế bây giờ con phải nói bằng cái gì? Tao cấm từ nay cái từ thai không có được nói, dùng cái từ khác đi. Dạ, hôm nay con mặc đồ nhìn đẹp đẹp một chút xíu để chở cô Hai lên huyện đi khám chữa. Khám chữa? Ê trời. Thai với chữa nó là hai anh em ruột. Mày dùng cái từ khác đi, y chang là chữa với thai là một đó. Ông ơi, ông cái dùng miệng của ông tôi khó hiểu quá. Bây giờ có thai không cho nói có thai nói có chữa cũng không cho không nói được. Có chữa. Ừ. Con biết nói cái gì? Thì nói cái từ gì khác đi. Vậy con nói hôm nay con đưa cô Hai lên huyện
khám cái bụng to. Đúng rồi, bụng to. Đúng, cái bụng to. Dạ, cái bụng to. Tức là cô hai cần phát tài phát tướng, dạ. Phát bụng to chứ không được nói cái từ có thai nghe chưa? Dạ, dạ, dạ chưa? Vâng. Thế thôi cô hai xong chưa chưa ông? Nhưng mà bay tính lấy cái xe này bay chở cô hai bay đi hả? Vâng. Trời ơi, cái bụng trang ban giờ bay chở đi là chẳng khác là bay đi diễu hành rồi. Nói là cái nhà ông hai là có cháu ngoại cũng qua chủ quan rồi. Thì khỏi chở đi giùm tao đi. Thế bây giờ con phải làm như thế nào? Bây giờ à, đúng ra hôm nay là lịch bay đi chở đi khám đi khám bụng bự. Nhưng mà bây giờ thôi, bay đi cài quần cho tao đi. Còn cái chuyện này để ở đây tính nha. Là bây giờ con không chở cô hai lên khám bụng to nữa không? Con đi ra ngoài con đi cài đúng không? Đi cài. Rõ chưa? Trong dạ. Cái chuyện cô hai đó là phải người ta có hỏi thì phải phải lắc lấy lằng lèo. Là lươn lẹo à? Lươn lẹo. Rồi bấy mới nói làm sao để cho tao biết là cô hai không có có bụng to thôi, hiểu chưa? Con hiểu không? Con hiểu rồi. À, rồi bây dạ. Giờ bây giờ lo chuyện cài ruộng đi. Mà trong chuyện cài ruộng là phải thật thà nha, không có lươn lẹo như hồi nãy nha. Là bấy là con là hiểu là mà. Là cài bao nhiêu công, bao nhiêu luống, bao nhiêu dầu phải rõ ràng, không có được là. Nói chung là cái chuyện cô hai là con giống cái tính của ông, còn cái chuyện cày là con cứ giống tính của con đúng không? Thôi được rồi, con đi. Dạ. Sao không hiểu? Nó nói vậy là nó ngu hay mình ngu ta? Tức là cô hai thì giống tính ông, mà ở nhà thì giống tính nó. Nói chung là nghe lời mình là chắc mình ngon nó rồi đó. Trời ơi, thiệt tôi đứng trong nhà tôi nghe hết trơn rồi. Nghe gì? Cái miệng của ông đó, ông nói sợ người ta biết con mình có bầu. Mà tại sao ông la làng ở xóm vậy? Trời đất ơi, hồi nãy nói mày làm gì mày chở cô hai mày đi mày. Trời ơi, ông muốn cái cả làng cả xóm biết con mình có bầu á. Nó có vừa bầu mà nó nhỏ nhỏ, hiểu chưa? Trời ơi, bây giờ là ngay cả bây giờ luôn, bây giờ cắt cái chữ bầu ngay chỗ này luôn. Rồi một lát đi ra làm sao cái dàn bầu cắt cho tôi luôn. Không có dùng cái từ đó nữa, hiểu chưa? Tào lao vậy sợ. Cái bầu là cái bụng bầu. Ha, cái dàn bầu ngoài kia là có cái dàn bầu không có dính líu tự nhiên chặt á, ông mới vô. Tôi không muốn thấy cái từ đó. Mày muốn ông bầu ở đây là đập tôi bắt hết cho tôi. Làm ơn cái miệng nhỏ nhỏ vậy là bữa nay nó không có đi khám rồi đó hả? Không có khám gì hết, từ từ tính sao đi. Mai muốn mà xong đi rồi muốn có chồng đi rồi muốn đi tới chợ tôi cho đi nữa. Tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ tôi báo cáo cho ông một lần nữa là cái bụng nó đó 4 tháng rồi nha. Tại vì nó nhỏ con cho nên chưa có thấy nhiều ha, mới lớp lớp thôi. Đó, ông chần chừ rồi cái bụng nó trong bóc như cái trống chầu, ai dám cưới nó ha. Hễ mỗi lần hối thúc ông, cái ông nói cái đám này á thì không mong năng hổ đói, còn cái đám kia đó cũng không có giàu bằng nhà mình đó ha. Chần chừ là lúc mà gã nó xong rồi nó đẻ một lúc luôn trong hay. Bây giờ là cái trách nhiệm của mình á là mình phải dặn nó ém lại, nín lại, không có đẻ. Chưa có cha tôi đang lo cha chưa xong thì mình phải ém nó lại. Giống như hồi xưa hai đứa mình không? Toàn ten tóng tén. 6 tháng rồi, mình chưa kịp cưới, mình cưới xong 3 tháng đẻ, đứa con mình nó thấy 3 tháng không? Cũng xong vậy. Cái miệng ông nó trời ơi, ông nó tối ngày là ông sợ người ta biết. Mà tối ngày cái miệng la chăng chát. Bây giờ tôi hạnh phúc lắm hả? Hãnh diện lắm hả? Tôi có bầu trước rồi ông la làng la sớm lên. Mà tôi nói cho ông nghe một câu vậy nè. Ta nói hồi xưa đó thì người ta đó người ta mặc đồ rộng rãi không có thấy, còn con gái bây giờ đó nó mặc đồ ôm không à đó. Rồi nghĩ đi, mặc đồ cô dâu ôm sát rạ cái bụng trình bình vậy nè, giống ông bầu không thì tình luôn. Nhưng mà nè, cái gì mấy nay mình gù ghì với nó thì sao? Nó có xì với mình là chủ nhân cái bầu đó là qua chưa? Ông nghĩ tôi hỏi nó nói không? Nó cứng đầu ngang ngạnh y chang ông hà. Tôi hỏi to, hỏi nhỏ, hỏi ngọt, hỏi mặn, đủ hỏi hết, nó cũng không trả lời. Nó nói bữa đó con nằm trong nhà, nó nóng nực quá, cái con ra ngoài cái giữa lúa con nằm. Con nằm cái tiên sáng con có bầu. Nói vậy mà nghe được đó hả? Có khi nào nó con ba già không ta? Ba già gì? Rồi bà nhớp nhép bà ăn cái gì hoài vậy? Trời ăn cái gì nữa vậy? Ông ơi, ông này cũng kỳ cục ghê vậy. Có đứa con gái phải cưng nó, hỏi chị nhẹ nó đã có bầu có bì nó thèm thì muốn ăn gì ăn, hỏi chi vậy? Thì ngán bầu ăn là đồng ý rồi, mà nó nhai cái gì mà miệng đang thui kìa. Ăn cái gì vậy con? Con ăn rắn. Trời. Sao tía? Nó mảnh mai, nó thanh mảnh vậy mà nó kén bầu nó ăn rắn hả? Tôi nói cho ông nghe, đã nói nó có bầu nó thèm ăn cái nhiều cái nó kỳ cục lạ đời lắm. Bây giờ là thiếu cái là nó cầm chai rượu nữa đó. Bây uống rượu cho nó thôi. Kể đi, ông cũng kỳ cục lắm. Nhà mình cũng giàu chứ phải nghèo như người ta đâu. Con nó ăn gì kệ nó đi, một ngày nó ăn 3-4 con rắn là bình thường. Cũng hà tiện à, kéo kiệt chứ con cái. Không phải tiếc cổ mà nó ăn rắn rồi kiếp trước nó bị phong trời. Má là nhất. Thôi con đi chơi đây, ở nhà tía rầy hoài mệt quá. Trời ơi, cái bụng vậy mà cứ xách đi ra chơi cho ta biết hả? Mà tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, lấy cái áo của tôi rộng rãi ra đó, đừng cho lấy cái bụng, cứ lấy cái áo ôm là nó thấy luôn nè, mà đòi đi ra ngoài đường.
Trời ơi, mấy cái áo của má quê mùa sến xúa, mặc vô già chát à. Với lại con hóp bụng là không thấy nè, thấy không? Trời ơi, mày hóp bụng giùm được. Tôi nha chưa? Đi đâu mà hóp bụng vậy này không chứ? Có được. Hóp là em bé. Trời ơi, em bé, ảnh hưởng em bé, không có được, không có được. Rồi bây giờ sao? Thôi mệt quá, con đi chơi đây. Trời ơi. Thiệt tình luôn vậy. Giữ chân nó giữ được, mà nó hóp bụng cũng được đi. Hóp cái gì? Ôi là trời. Thôi ôi, thiệt tình. Ngang ngược, y chang. Ghét. Là sao? Một đêm thanh vắng, đi ra ngoài đống rơm, hôm sau về, có chữa. Có khi nào con mình nó gặp cái bàn chân, nó ướm bàn chân nó vô. Ý, không lẽ cháu ngoại mình là sò dừa hả trời? Nếu mà nó là sò dừa... Không làm gì vậy? Trời đất ơi. Ông ba sao làm gì? Tôi đem nước dừa cho ông uống mà ông làm gì? Thấy cái dừa ông sợ gì trời? Dừa ngọt lắm, biết ở đâu không? Của thằng Lực á, nó ra sau vườn á, nó chặt nguyên một cái buồng dừa luôn. Nè, ngọt. Mình nói sao? Nước dừa này ngọt hả? Ngọt. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi thấy dừa, tôi sợ. Trời đất ơi, cái dừa mà làm gì sợ trời. Ông này khùng điên. Vậy uống không? Không. Uống thì tôi uống. Ủa, nay bị gì vậy? Qua đây, qua đây, qua đây. Buộc bỏ cái tay xuống coi nè, anh bị sao vậy? Tôi thấy anh nãy giờ đứng ở ngoài là cả nửa tiếng đồng hồ, vô tới đây là mất cả buổi trời. Đi vậy mệt mỏi không? Chị Liễu đừng thắc mắc. Gia đình nhà tôi ba đời dạy là hành như phụng, trụ như tùng, tọa như trung, ngọa như cung, như vậy mới đúng phong cách của gia đình quý tộc. Cái đó giống bệnh hậu chứ. Ôi trời, quý tộc gì? Tôi đang thiên nga ba chín tầng mây, chị nói cái rớt dịch xin lặn dưới đìa. Thôi rớt cái xuống, ngồi xuống đi. Vậy sao, qua đây có chuyện gì không? Thì qua đây là tìm sự mát mẻ, vui tươi. Chị biết rồi, gia đình tôi bây giờ là chỉ là một cung đường hai điểm đến thôi. Một là ở nhà, hai là ở đây. Chị không thấy tôi ra đây là tôi buồn gì chị đó. Còn chị thấy tôi ra đây nghĩa là tôi đang buồn ở trong nhà, tôi ra đây giải khuây, phải không? À, tức là bữa nay anh qua đây là ở bên nhà anh đang có chuyện buồn đúng không? Chị hiểu tâm lý rồi đó. Tôi biết anh có chuyện gì luôn. Chuyện gì? Hỏi nhỏ. Phải con hai đào nhà anh á, là nó vậy phải không? Vậy là sao? Ê, trời, trời, trời. Cái gì là sao? Vậy là sao? Vậy là sao? Bụng mở. Ai nói chuyện này? Thằng Lực. Nó nói là sao? Tôi tưởng con Đào nó có bầu. Tôi hỏi Lực nó nói không có bầu bị hết trơn. Mở không? Thưởng, tối nay có thưởng. Nó nói với chị là gái nhà tôi nó bị bụng mở. Bị sang chứ không bị có chữa gì hết. Nó nói được. Sa mở. Tự vì tôi nghĩ con Đào nhà nó khó chịu quá mà ai đâu rước. Với lại trời ơi, con gái nheo nhẽo mà có chữa qua là... Ê. Thôi, cái nhìn không có vui rồi, ngưng đi. Bây giờ mình hành động đi, chị đừng có nói nữa. Chị nói lát vui duyên vợ. Chị nói cái gì mất mát đi, cho nó mát cái lòng tôi coi. Đúng rồi, đang bực chuyện ở nhà. Đúng rồi. Qua đây là kiếm cái gì nó ngọt ngào, mát mẻ. Ngọt mẻ, đừng có làm cái chuyện mà... Rồi, mát mẻ liền, vừa. Má ơi, trời ơi, cái gì vậy, chú có sao không chú? Trời đất, chú ơi, xe ra. Chú có sao không chú? Chú già cả đi đứng cẩn thận chứ, có sao không chú? Ai mới làm lục dân tiên đỡ tôi vậy? Dạ con. Sao chú nhìn con dữ vậy chú? Ông ba ơi. Ông đừng nói ông trổ bóng muộn nha ông ba. Dạ không phải chú ơi, con có bạn gái rồi. Thằng này nó là thằng Dương, công nhân của cái công ty xây dựng gần đây. Nó là hay qua bên đầy nó uống cà phê. Công ty nó về đây xây dựng nhà máy vậy ngoài đây nè. Nó công nhân. Cô Sáu. Con không phải công nhân. Dạ chú, con là kỹ sư. Công ty của con á sắp xây dựng nguyên một cái công ty sản xuất hàng nông sản ở đây. Mà tại diện tích đất còn hơi yếu, không có đủ. Cho nên là con đang đi từ xóm trên tới xóm dưới để tìm đất. Nếu mà chú biết ai sang nhượng chú giới thiệu con với. Bây giờ, trời ơi. Chú, sao vậy chú? Trời ơi, sao mà đẹp trai quá vậy trời ơi. Ủa là sao vậy? Sao? Bây giờ, chú. Nó men. Nó con trai. Thì trai. Ông có vợ nghe, Hồi nãy giờ tôi làm gì cả. Con là con trai, biết rồi, con trai, biết xin lỗi, biết rồi, con trai rồi. Dạ. Nhưng mà đẹp trai quá. Dạ, con cảm ơn chú. Vậy sao, có. Đất hả? Mua đất hả? Dạ, con cần kiếm đất cho công ty. Cho công ty hả? Dạ. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cò bay
gãy cánh. Cánh đồng chó ngáp là đây. Ai giàu là giàu nhất xứ này. Chú nói vậy là sao chú? Chú có đất hết, muốn mua bao nhiêu chú có hết. Vô trong, có gì ngon làm ra đây liền. Đồ nhậu đem ra đây liền. Vậy là chú bao hết, chú bao hết. Vậy là con được gặp quý nhân rồi hả chú? Quý nhân, đúng rồi. Đúng rồi, cái từ này mới chính xác. Quý nhân bữa nay ui quý nhân. Dạ. Quý nhân ngồi. Dạ. Quý nhân ngồi xuống đây. Dạ, con cảm ơn chú. Quý nhân ơi. Quý nhân đúng rồi. Công ty cần bao nhiêu đất? Chú có đủ hết. Dạ, công ty của con cần khoảng 5.000 hecta chú. Mấy ngàn hecta cũng được hết, chú có đủ hết trơn á. Dạ, không phải, con không phải là người mua nha chú. Là con là người tìm cho công ty của con thôi. Kệ nó. Nhưng với chú, con là quan trọng nhất. Con là nhân vật quan trọng nhất. Tại sao quan trọng nhất? Tại vì con là người giới thiệu cho chú mới biết công ty mới bán được đất. Chứ không có con là sao có được chú bán đất, hiểu không? Cho nên con là quan trọng nhất. Cho nên hôm nay mình nhậu tới bến luôn. Mình hết chỗ này xong mình đi tăng nữa. Con muốn bao nhiêu bữa nay chú đại quý nhân nha. Bữa nay bây giờ trước hôm nay nha. Dạ. Vậy nha, vậy nha. Giờ hết lòng hết dạ nha. Ôi sao đẹp trai quá vậy trời. Con cảm ơn chú. Ba vào. Hả? Giờ mồi màn hết trơn rồi còn có một món à. Món gì cũng được hết trơn á. Rắn được không? Trời, rắn nữa hả? Tất cảnh sinh tình lòng, dân chơi nói sợ mưa rơi. Mà chỉ sợ mưa rơi làm ướt áo dân chơi thôi. Cậu trai trẻ mà sao uống yếu ngoe vậy, yếu nhớ vậy. Chứ gì như cọng bún. Thời tuổi con á, chú á, kiểu uống con là đồ khến. Mình vô cái nữa đi. Thấy không? Còn ngon quá ha. Sao? Tự dưng con thấy mà tưởng đâu say rượu ai về say men. Nè, trời ơi, thấy trường quá xỉn quá, cần câu hả? Trời ơi, hai người nhậu mà quá mà liễu từ sáng tới giờ luôn hả? Nè, xỉn quá. Ăn mà miếng cháo cho nó tỉnh lại rồi nhậu tiếp hen. Con cảm ơn tấm chân tình của cô chú. Chứ con Sao? Mồi quá mồi, rượu quá rượu. Chứ nói chung mà con không dám từ chối. Tôi chưa muốn qua tô đồ hoàng làm gì vậy? Thế người sao? Nữa không? Thế người sao? Làm ly với chú. Uống càng nhiều càng tốt đi con. Rồi, vô mình vô ha. Chăm luôn à, cùng cánh có lý à, có lý à. Ôi dạ hen. Sao? Giờ thấy sao người sao? Con xin phép. Xin phép gì? Xin phép cô chú con đi cho chó ăn chè. Dạ. Ở đây cây nhà lấy vô, đồng không món quạch, nó đi tước luôn xuôi luôn, nghe đi thoải mái luôn. Thoải mái luôn. Cảm ơn. Dùng mình mà. Rồi, được rồi, con đi. Đi, con nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Đến phá thay vợ cái quạch tôi hả? Trời ơi, phá cái vợ cái quạch gì? Trời ơi, cơ hội ngàn năm có một làm sao phá. Ủa, cũng biết nói câu này nữa hả? Vậy sao bưng tô cháo lên đây? Trời, quên đi, thì tiểu tưởng nó đói, nó ăn đói. Đói gì trời ơi, cháo là chức năng giả rượu. Trời ơi, tôi rượu muốn xỉu luôn, bây giờ giả rượu đem xuống dưới liền. Rồi đi đổ đi, đem rượu ra cho tôi bưng đi đổ liền. Rồi biết rồi. Trời ơi, đừng có đổ cái này để con ăn cho. Mới đi làm về đói muốn chết luôn à. Cái thằng mất dạy, mày đâu đấy? Con mới đi làm về. Đi. Nè, bữa nay nhà có khách, có việc. Cho tiền đó. Lấy tiền. Muốn ăn gì cứ ăn, thoải mái. Nhưng mà đổ đi nó phí. Trời xa luôn, bữa nay ăn quán ngủ đình luôn. Ăn quán đi. Ra ngoài đòi đình dịch rồi dịch ngủ luôn con. Đi con đi. Nhưng mà để con vào con tắm cái đá chứ. Thôi, mày mấy nay ngủ gì. Thanh niên mà trời ơi, cần gì sạch. Còn không có mày nhảy xuống ao mày tắm cho rồi đi rồi. Đúng rồi, tắm lên. Đi rồi, mai về. Sáng mai hãy về nha. Đi. Bưng này đi em khất đi, em rủ lên cho tôi. Chú bạn hàng ơi, quá nữa. Chú. Con xin phép. Xin phép gì nữa? Mới đi xin phép rồi xin phép hoài. Bác, con xin phép, con say quá. Biết rồi. Con đi về. Bảy. Trời ơi, xỉn như vậy mà đi về cũng nửa đường nó té sao? Không có, ngủ đỡ ở đây đi. Đàn ông con trai mà chứ phải với đàn bạn gái đâu mà sợ ngủ le ngủ bụi. Ngủ nhà cô chú đi không sao đó trơn. Ông nhân này đã nói là người nhà rồi, quý rồi, làm cái gì ngầu nghĩ quá vậy, có gì đâu mà. Ngày mai dẫn đi
đi xem đất. Rồi, coi đất đi, coi đất giỏi lắm, đi coi đất. Trời ơi, quất cần câu dữ rồi. Mà ông xài thằng này hao quá trời quá đất. Ông nghĩ sao sáng nuôi về một cái chàng rất là lịch sự, bảnh bao, mà bây giờ như cái nùi vẽ vậy trời. Đừng có nói, cái nùi vẽ này bạc tỷ đó, gánh về dự cho cả nhà này đó. Hung cái coi. Như vậy là mình kêu thằng Lực chuẩn bị đi đặt thiệp là vừa. Đó, là Alehap luôn à. Sao mình ổn quá phải không mình? Trời ơi, không những ổn mà quá quá ổn. Thôi đó coi, tụi nó còn nằm gác lên chân lên nhau nữa kìa. Cái gì? Nó dám gác giò lên đầu cháu ngoại tôi hả? Con nhỏ đang có chửi nha. Không phải là cái thằng nó gác mà con gái ông gác. Vậy hả? Ngang ngược cái sợ luôn. Gác tôi giống cha. Chơi thì chơi đầu cha người ta không mà gác đầu cha ra không à. Bây giờ bàn với Lực á là coi như là chuẩn bị là để đặt thiệp là vừa đó nha. Tự nhiên ông cầm này chi vậy? Trời, phải dùng biện pháp mạnh, bước đầu chắc gì khỏi ấy kiểu. Mình chối luôn, hiểu không? Ông ơi, xưa đi đó đất rồi. Ví dụ mình lỡ ra rồi nó không chịu gái mình thì sao? Ông thấy tôi không? Cha, chuẩn bị hẳn hoi. Bữa nay làm gì xí soạn đơn vàng đôi vòng không vậy nè? Bởi vì tôi nói ông thiệt á, ông mà không có hiểu. Phụ nữ ta đi sâu, đi xa dữ lắm. Đi đâu? Đó có nghĩa là ví dụ như mà nó lỡ nó bị nó không có chịu con gái mình. Đó rồi ta thấy rồi má vợ đeo vòng vàng của cải nhiều quá là nó nói nhà mình giàu, nó vô đây là nó bị nó được chuột sa hủ nó. Ồ hay, mình hay quá chịu liền. Đến một nụ hôn con. Đó điên khùng quá. Trời đất ơi. Qua nhớ là ngủ trong nhà. Cái giọng hay giờ này ra ngoài này vậy ta. Ai ra ngoài? Giọng hay gì mình? Cái gì vậy? Ê, trời đất ơi, sao cậu đây? Sao ở đây? Vậy ai trong kia? Ai biết? Trời. Sao chuyện bỏ lỡ rồi, anh nói sự thật cho tí má biết đi. Chưa tao gì? Dạ, tối hôm qua ông bà đuổi con ra ngoài chuồng vịt trong khi con chưa tắm luôn, là con đã nghi ngờ rồi. Thế là nửa đêm con quay trở lại, con thấy người đàn ông lạ lẫm này nằm cạnh cô hai. Rồi sao? Con nhìn con mới quăng ra đây cho đỡ ngứa mắt ạ. Trời đất ơi, mày lấy tư cách gì? Mày chỉ là thằng ở độ thôi, mày lấy tư cách gì mày quăng thằng rể quý tao ra đây hả? Con lai của tao. Chồng con nào đó? Trời ơi, như vậy là hư cái bầu rồi mình ơi, bây giờ làm sao? Ông ơi, là ông ơi chết rồi, hư vợ con đường hết rồi. Tính cho vụ thằng này uống rượu sao? Để nó gánh cái bầu cho con mình mà bây giờ vậy rồi thì sao? Tôi hiểu hết rồi. Mấy người định chuốc cho tôi say. Xong rồi ra ăn ốc, bắt tôi đổ vỏ đúng không? Vậy thằng nào là thằng ăn ốc? Tôi ăn ốc. Hả? Cái gì nữa? Dạ, con ăn ốc ạ. Con thật ra con thương cô hai thật lòng. Nhưng mà ông bà yên tâm đi, con ăn ốc nhưng mà cái vỏ đó con sẽ giữ, con sẽ bảo vệ, nâng niu suốt cả cuộc đời ạ. Tía má, anh Lực thật thà, tốt bụng, dễ thương nữa. Con thương của anh Lực thôi. Như vậy cái bầu này là của thằng này. Má, cái bầu này của thằng này. Con bầu này của ai? Trời ơi, tôi nói cái gì vậy trời ơi?